Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay cùng mình tiếp tục trải nghiệm tổ viêm kinh dị. Đầu tiên sẽ là Wendy. Welcome to Cyber Hackers Mod Menu. Enjoy playing. Test skin, chọn một skin mới cho Wendy. Được rồi ta. Minigun. Go. Wow, minigun. Nấp. Vụ thoát ở đây thôi. Ui. Cẩn thận coi. Xuống đây tiếp coi. Xuống đâu rồi. Đây chứ. Bà ta đập ngược mình luôn. Chị truy. Why? Thank you.
Miss mình sẽ có 3 đêm tại đây nha. Cứu mình nào. Quên đi hít, quên đi hít, quên đi hít. Stop, chú lợn này. Tắm nhổ. Ôi, anh ta lại quay lên I one day get over everything that happened. Will my husband forgive me? Thank you.
thận nhé, ông ta bắt mình đấy. Hey, what are you doing out of your cage? Đoán ngay mà. Do not run away. Okay. Nathan. Bad child. Tiếp tục lần hai nha. Mấy giờ rồi nè? À, 2:09. Thay. Before she dumped me. What? What do you mean? Just kidding. Never mind. I'll be there soon. Roger that. I'll meet you back at headquarters. Over. Over. Màu đỏ.
Máy rồi. Wow, em bị đần. Màu xanh hay màu vàng, tôi tục coi. Dear Papa One.
on. Okay. The frame. Sang nghe. Oh. Oh my god. Yes. Trời.
Trời ơi. Ai phù. Đi thôi. Teacher. What should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. I'm definitely the best chef in the world. Okay, bye.